Tôi kính chào quý vị, tôi đang có mặt tại suối Tà Má, một khu rừng hoa trang tuyệt đẹp, một nơi đang rất là hot trên cộng đồng mạng Facebook cũng như là các mạng xã hội khác. Suối Tà Má nằm ngay tại thôn Vĩnh Thọ của huyện Vĩnh Thành, tỉnh Bình Định. Như quý vị thấy sau lưng Huy, hiện tại rất là nhiều du khách từ các nơi đổ về. Hôm nay thời tiết cũng không thuận lợi lắm, nhưng những du khách đến đây cũng khá là đông. Ngay sau lưng Huy là những cô gái mặc trang phục của người đồng bào trông rất là đẹp. Nước suối rất là trong, người dân đến đây cũng rất là đông. Ở phía trên là những rừng hoa trang kết hợp lại tạo nên một không gian tuyệt đẹp. Thì ngay sau đây Huy sẽ quay và chia sẻ đến quý vị cùng xem. Huy mời quý vị cùng theo dõi video. Phía sau Huy là một thầy và có tu bổ thông nữa. Quý vị thấy vui không? Vui còn hơn ngày Tết nữa. Chú ý là cái rừng hoa trang này mấy chục năm rồi mới nở rộ một lần nha quý vị. Có nhiều tuổi, 60 tuổi nhưng mà lần đầu tiên mới thấy rừng hoa trang nữa tuyệt đẹp như thế này. Hoa trang rừng đấy quý vị. Đây là những cây cổ thụ, rất là nhiều cây nha quý vị, tính cả hàng trăm cây dọc hai bên bờ suối. Con suối này có tên gọi là suối Tà Má, nằm tại thôn Vĩnh Thọ của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, một nơi hiện tại rất là hot trên cộng đồng mạng, đặc biệt là mạng Facebook. Hôm nay là thứ hai, thời tiết cũng không được thuận lợi lắm, trời mưa, nhưng mà du khách đến đây cũng khá là đông. Theo Huy ước tính thì cũng có là hơn 1000 người đấy vậy. Ở trên là hoa trang từ những cây cổ thụ, bên dưới là mặt nước, nước rất là trong. Trên đây là những cô gái mặc những trang phục của người đồng bào, mặc dù là trời mưa nhưng mà vẫn rất là chịu khó để chụp hình, để lưu lại những tấm hình đẹp ở địa danh đang rất là hot này. Trên bờ suối có rất là nhiều du khách mang đồ đến để làm tiệc picnic. Đây vậy, mang đồ theo để nướng này. Trông rất là đẹp nha quý vị. Đây có rất nhiều cô gái mặc những cái trang phục của người đồng bào. Phía trên là cái hoa trang, hoa trang rừng, còn là cây cổ thụ nha quý vị. Nước suối rất là trong này. Ô mèo vô, ô mèo vô.
Ở đây có dịch vụ cho thuê trang phục của người đồng bào nhé vậy. Cứ một bộ trang phục là 50.000. Rồi ok. Ở đây có cả dịch vụ gửi xe nha quý vị, cứ 10.000 là một xe. Chuồng bò thành nhà gửi xe. Chuồng bò thành nhà gửi xe nha quý vị, cứ 10.000 là một xe. Cái rừng cây trang này rất là lớn nha quý vị, còn là cây cổ thụ không? Đây vậy nhìn thấy này, cái gốc thì rất là to. Nó dính nước hết à. Ồ, cái này nó ra trái luôn nè. Nó tàn hết trời. Nó tàn, nó thủ luôn, nó đen này cái trái. Ui. Đây cây đa gì đây. Chợ Nà Rí. Tức là cây đa của chợ Nà Rí. Cây đa chợ Mà Rí à. Nà Rí. Du khách nếu mà đi xe con đến đây thì có đội xe máy chuyên chở vào bên trong. Chợ Mà Ní nhỉ? Mà đây là con đường đi ra. Trời mưa quá. Trời mưa mất camera rồi. Chỉ gặp một chú là má.
nãy là ở đầu con suối, ngay là suối con suối. Trên đường vào suối Tà Má, cái khu rừng Hoa Trang thì có một cây cầu rất là đẹp, cầu treo. Cái cầu này có tải trọng là 0.5 tấn, 500 kg đó quý vị. Cầu này có tên gọi là cầu Vĩnh Hiệp của xã Vĩnh Hiệp, huyện Bình Thạnh, tỉnh Bình Định. Hôm nay mặc dù là trời mưa nhưng mà du khách đến đây cũng không ngại thời tiết xấu, lên cầu để lưu lại những tấm hình đẹp để làm kỷ niệm. Đó, như quý vị thấy nước suối ở đây rất là trong, trong xanh luôn quý vị. Khác với những con suối ở những nơi khác thì nguồn nước rất là ô nhiễm. Hôm nay Huy đến đây để review lại, nhưng mà thời tiết cũng xấu quá, Huy cũng không quay được nhiều, thì chỉ lưu lại những cái hình ảnh tiêu biểu. Đây là cây cầu treo nha quý vị. Đây là con cầu nằm trên đường vào suối Tà Má. Đây có ngã ba này kìa. Cái rừng Hoa Trang là nó nằm ở phía con suối này, đi ngược lên. Đây là suối, nước suối đang chảy xuống. Cái rừng Hoa Trang là nằm ở đầu ở con suối này. Quý vị qua khỏi cái cầu này nè, có một cái ngã tư là cái rẽ trái men theo con suối, là quý vị cứ chạy tiếp tục là sẽ tới cái khu rừng Hoa Trang quý vị. Hôm nay tiếc quá quý vị ơi, thì đến đây để review cái con suối Tà Má với cái khu rừng Hoa Trang nở rộ màu vàng tuyệt đẹp. Ở bên dưới có con suối rất là trong. Tuy nhiên hôm nay trời mưa, tôi cũng không có quay được nhiều, thì chỉ ghi lại một vài hình ảnh để chia sẻ đến quý vị. Tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Team H Vlog, và để nhận được thông báo mỗi khi kênh của Huy xuất bản những tập phim tiếp theo chia sẻ về cuộc sống bình dị của con người Việt Nam chúng ta, cũng như là những cảnh đẹp, những điều thú vị khác trong cuộc sống. Huy trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị.